cái gì. Chào bạn. Hay chà, chúng ta nên đứng xa nhau ra một chút nha. Hơi cao. Biết là nhẹ một tí xíu cho tôi biết là chiều cao của bạn bao nhiêu, mét? Dạ em có 1m83 thôi ạ. 1m83 nha chị Miu, 1m83 nha chị Miu. Dạ. Chào bạn. Bạn giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Em tên là Bùi Thế Quyền ạ. Em đến từ Thái Bình. Em mới vào Sài Gòn được 17 tháng ạ. Hiện nay bạn đang làm công việc gì? Dạ em đang làm huấn luyện viên thể hình tại City Gym ạ. Trời ơi. Tôi biết là tôi làm này là mọi người bảo là tôi bị khai thác thí sinh quá. Nhưng mà huấn luyện viên gym mà mặc như vậy làm sao mà ai thấy được đúng không ạ? Sao tụi em sao? Ý tụi em sao? Ý các bạn hỏi là em ơi, em có thể làm một chút gì đó cho mọi người biết à là mình là huấn luyện viên gym không? Ý là mọi người thấy là cái này không có thấy gì hết đó em. Đúng không? Ok. Khán giả nha, anh không có hỏi gì nha. Được rồi, em bây giờ em sẽ chứng minh bằng cách là không cởi áo để cho mọi người biết. Em là huấn luyện viên thể hình, em sẽ chứng minh bằng cách khác. Ok, rồi, nhất trí. Cái gì? Trời ơi. Em ơi, em dễ sợ quá. Em có thể thay thế anh bằng chứng minh được không? Bằng cách đấy thôi ạ. Em làm như vậy, anh cảm thấy được một điều là đó là sức mạnh của đi tập thể hình đó quý vị ạ. Cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai này. À, tôi thấy là đây là một trong những lúc mà khi mà bạn cất tiếng hát lên là chị Miu chỉ nhõm lên 10cm. Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Em xin chào tất cả mọi người. Chào hai chị và anh nhé. Em là Mạnh Đồng. Cao 1m bao nhiêu? 1m9. 1m9. Tôi cảm thấy mình hơi bị thiếu hụt oxy nhưng không sao. 1m83 là tôi đã thấy hơi lo rồi. Rồi thêm cái ông này cơ bắp nó quăng tôi như là quăng gì đó. Rồi bây giờ tới đây là 1m9. Có nghĩa là sao? Cái chương trình này tuyển thí sinh không chỉ hát hay mà còn đẹp quá. Cảm ơn Mạnh Đồng.